Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì bố con chúng mình sẽ giải trí một chút. Đấy, trò chơi thì các bạn chắc là biết nhiều người hay chơi kiểu này rồi. Cứ lăn trái trúng vào khoảng nào thì lấy phần thưởng khoảng đó. Đặc biệt là có hai khoảng là sẽ bị phạt, là gồm một trái tướng và một trái xì dầu. Đấy, thì cho bé Trần chơi trước nha. Thế chơi khi nào mà hết phần thưởng thì thôi. Thế ta nghỉ. Nha. Còn nhớ được nhá. Rồi, thế đi. Còn đi bên kia. Ui giời. Đây nhẹ, thấy mảnh tay. Thấy mảnh tay. À, đấy, bạn như là muốn ăn chặt cái này. Thôi tự đi lấy qua. Các bạn thấy không ạ? Kiếm tiền nghe khó. Phát 1. Mình giờ mình giả lần thứ nhi về ngắn lại mất rồi. Bố thì cứ chơi 200 đi. Này, ra cái con này. Ra luôn. Yeah. Ra. Trời. Nhìn tình cảm thôi. Nè. Đấy là bạn Khánh Lý nha các bạn nhá. Con gái nuôi mới của bố đấy. Ăn tướng đi em. Tướng. Rồi em ăn chi. Nè, đó. Kiếm 200 em. Tướng. Nhưng mà bạn có tiền nhá. Đây, ai đi nhìn này. Tặng một tiền. Ôi giời ơi. Đập lên lắp chấm lắm anh được cãi các bạn ạ. Cố lên em. Thôi, đi thương bẻ chấm cho nên cho một xíu thôi. Vì thực sự là bẻ chấm muốn ăn được tướng thật. Mà cho thêm tí nữa. Rồi. Mời mọi người. Thôi, để đi coi như sống nha. Để vào đây. Ăn thì hết rồi. Kịch cười. Các bạn ơi, hết luôn nha. Ok. Rồi, để con. 5.000 nè. Thôi, không được. Quá đâu. Bộ một này 200 thôi chứ con mày đông vậy nữa thì đến giàn. Nè. Tôi mạnh quá rồi. Dây. Phanh. Không. Ê. Sao nó có thể vô lý như thế được? Được mày gì? Các bạn á, lên đây chưng thôi. Hãy quay về đây. Đây một con đi. Thôi 10.000 được các bạn. Tiền răng đang đã nghĩ ra có con ăn không. Nắm chụp bạn. Đây ăn chi dâu rồi, ăn chi dâu rồi. Đừng đo, đừng đo, đừng đo. An toàn đi chứ ta phải lo rồi. Này, yên này. Chơi đấy là chơi. Dùng chúng một thiêu nữa nha. Có nhớ không? Không. Chơi không? Hai giọt. Các bạn này, chị dâu này. Xin mời con gái mới. Anh thật lòng. Nhìn cái mặt. Để đá này, đá mày. Con 200 vì 50.000 nữa. Chơi đồ. Hôm nay đặc biệt là cả bốn bố con đều mặc áo polo ở sọt từ mái các bạn nhá. Rất là chất lượng. Làm gì có mày nữa. Rồi, tuyệt rồi. Bành rồi. Quá. Dừng rồi nha, dừng rồi nha. Được, ôi, sẵn hãy nắm chục trước đi. Đâu. Chơi nhẹ nhẹ này. Đâu. Chơi nắm chục. Được. Rồi. Rồi. Anh có quay lại không? Không. Có đó, cái này bố quay lại rồi. Có đó bố. Nhìn nhanh tình cảm rồi. Cứ đánh chút. Từ từ. Cái này này. Cái này. Hiện tại bây giờ bé ngấn nó được nhiều tiền nhất rồi các bạn. Đến nữa, đến nữa. Lấy 50.000 thôi. 50.000 có rồi. 50.000 đến nơi đây. Không lấy được. Rồi, không quá đâu. Thật. Em nói là được đâu. Đây, thân. Bỏ ra đủ
Rồi rồi ok. Anh để chưa đấy được này. Còn cái bộ đồng khoản này là em ấy. Nhẹ thôi. Mày. Thôi chưa chắc. Nhẹ nhàng thôi đấy. Ngấn đi có vẻ mấy cái tro đi xíu này. Bắt lại. Dễ dàng như thế được. Ui mảnh thôi, bị thì mảnh rồi. Cũng chưa chắc quá nhá. Chắc nha bố. Chắc nha bố. Chắc hơn rồi. Khó vậy. Kiếm tiền cũng dễ các bạn ạ. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Thôi tại vì đơn giản thôi, 50.000 đi. Nhanh được thôi mà. Rồi. Tổng vị trí vào. Bố nó có 10.000 nữa. Buồn thật. Thôi chào các bạn nha. Các bạn ghé shop tủ máy để mua những chiếc áo rất là ok của bên shop tủ máy nha các bạn.